Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video clip ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng B của Hyundai. Đó chính là chiếc Hyundai Accent phiên bản 1.4 số tự động. Quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này được sản xuất cuối năm 2020, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và một chủ từ đầu. Chiếc xe đã lăn bánh được 3.1 km rồi. Phiên bản này là phiên bản đủ quý bạn nhé. Được trang bị là la răng đúc này, ghế da, khóa thông minh, đề nổ, tát tốp. Đấy là cái phiên bản này, đầy đủ rồi, số tự động rồi quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này là một chủ từ đầu. Chúng tôi cam kết là xe không tai nạn, không ngập nước, không kinh doanh vận tải, không lỗi một cái gì cả. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 510 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe. Số tiền còn lại là 7% thì quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 1.4 số tự động 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Accent này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và để cũng đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Hyundai Accent 1.4 số tự động sản xuất cuối năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội nè. Mời quý vị và các bạn.